Dự báo giá sầu riêng ngày 30 tháng 8 năm 2024, sầu thái tiếp tục neo ở mức cao. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, xuất khẩu sầu riêng các loại, gồm dạng tươi, đông lạnh, sấy của Việt Nam đạt trên 76.000 tấn, trị giá 280,18 triệu đô la giảm 30,8% về lượng và giảm 30,7% về trị giá so với tháng 6, so với tháng 7 năm 2023 giảm 1,7% về lượng nhưng tăng 82% về trị giá. Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sầu riêng các loại đạt 476,13 nghìn tấn, trị giá 1,6 tỷ đô la tăng 50,5% về lượng và tăng 49,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương với 42% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính sầu riêng của Việt Nam. Theo thông tin từ Cục Xuất Nhập Khẩu, trong nửa đầu năm nay, giá sầu riêng nhập khẩu vào Trung Quốc đạt mức 4.760 đô la mỗi tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá bình quân nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc từ Việt Nam và Malaysia, nhưng từ Thái Lan tăng. Thái Lan là nguồn cung sầu riêng lớn nhất cho Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, đạt 558.300 tấn, trị giá 2,85 tỷ đô la giảm 7% về lượng và giảm 5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái thị phần sầu riêng của Thái Lan trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc ở mức 67% thu hẹp so với con số 76% của nửa đầu năm ngoái. Ngược lại, nửa đầu năm nay, Trung Quốc tăng nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam, tăng 46% về lượng và tăng 33,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 273,54 nghìn tấn, trị giá 1,1 tỷ đô la. Thị phần sầu riêng của Việt Nam tại Trung Quốc trong nửa đầu năm nay đạt 32,8% tăng hơn 9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo giá sầu riêng ngày 30 tháng 8 năm 2024, giá sầu riêng RI6 và giá sầu riêng Thái tại miền Tây Nam Bộ tiếp tục đi ngang so với ngày hôm qua. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết ngành hàng rau quả Việt Nam cũng kỳ vọng nhiều vào tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của trái sầu riêng trong các tháng còn lại năm nay. Việt Nam có lợi thế nguồn cung sầu riêng quanh năm, trong khi hiện nay sầu riêng của các nước như Thái Lan, Malaysia đã cuối vụ. Bên cạnh yếu tố thuận lợi, ngành hàng rau quả Việt Nam cần sớm khắc phục nhược điểm về chất lượng sản phẩm. Trước đó, giá sầu riêng hôm nay ngày 29 tháng 8 cao nhất ở miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ và thấp nhất ở Tây Nguyên. Giá tại vườn sẽ thấp hơn từ 3.000 đến 5.000 đồng kg so với giá cập nhật tại vừa tùy theo thương lái mua theo hình thức nào, mua xô hay mua lựa giá. Theo đó, giá sầu riêng tại vườn sầu riêng RI6 ở mức 52.000 đến 55.000 đồng mỗi kg, giá sầu riêng thái ở mức 90.000 đến 95.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng mua sang kinh giữ mức 100.000 đến 105.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, giá sầu riêng hôm nay tiếp tục đi ngang so với ngày hôm qua ở mặt hàng sầu riêng thái. Chủng sầu riêng RI6 đẹp đạt 57.000 đến 70.000 đồng mỗi kg và sầu riêng RI6 xô so đạt 40.000 đến 45.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp ở mức 80.000 đến 100.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái xô so ở mức 70.000 đến 75.000 đồng mỗi kg đi ngang so với ngày hôm qua. Đối với sầu riêng khu vực miền Đông Nam Bộ ổn định so với hôm qua, cụ thể giá thu mua tại vựa. RI6 đẹp 57.000 đến 70.000 đồng mỗi kg và sầu riêng RI6 xô so có mức giá thương lái thu mua 40.000 đến 45.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp ở mức 80.000 đến 100.000 đồng mỗi kg, trong khi đó sầu riêng thái xô so đứng ở mức 70.000 đến 75.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên, giá sầu riêng RI6 đẹp ở mức 60.000 đến 62.000 đồng mỗi kg và sầu riêng RI6 xô so ở mức giá thương lái mua 41.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng Thái đẹp có mức 85.000 đến 100.000 đồng mỗi kg, sầu riêng Thái xô so ở mức 60.000 đến 84.000 đồng mỗi kg. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.